Rồi, chào các anh em, các bác. Thì tiếp tục hôm nay là em review cái con âm ly 707 tra. Con này hiện về về tối hôm qua em không có làm, thì sáng nay làm luôn chi tiết luôn. Thì đây là một con âm ly 707 tra khá là đình đám ha. Thì ngày hôm trước nữa em về một con thì em đã bán về Cà Mau rồi. Con đó có series là 78 đuôi á hay gì đấy. Hôm nay là con khác em mới vừa về. Thì làm luôn nha. Con này thì đẹp, cũng đẹp leng keng như con trước thôi. Em nha, đẹp lên kèn em xem nha, mặt mũi nó không có vết nào anh em nha, rất đẹp nha. Đó, nút chữ rồi còn rõ bân ha, ráng bân nè, em thấy chưa. Nút bọng còn sạch bon luôn đó, rất là đẹp, bụi thôi. Chủ là chúng ta đi vào cái máy tiếp nha, đây ốc ác như mới nha, rất đẹp. Đó, hay cái truyền thống của Sanh Xui ha. Giống như em quay cái con 607MR thì nó đời sau nữa, nó sẽ gói gọn còn có hai sợi thôi anh em nha. Sanh giờ rồi, cái cần coi thứ nhất đây, chân rắc cắm đẹp quá đẹp ha, bóng loáng anh em nha, bóng loáng luôn đó, thật đẹp luôn. Rồi, 707 tra 330W này nè, điện 100V ha, series là 24244 nha. Đó, để cho anh em thấy nó khác nha. À, đánh hai cầu AB 4 tới 16 ôm. Đó. Mà quen quá rồi, em cũng lướt nhẹ ha. Nào xấu mình quay. Đó, đẹp len keng hết nha. Quá đẹp. Đấy, rồi, phần nội thất chính bên trong. Anh em thấy cái nước sơn còn quá mới luôn nha. Nước sơn quá mới. Đó. Rồi, tổng thể này anh em cực đẹp luôn ha, hai tụ lực nguồn tăng phô khá to đó, chạy 8 sò lắp quá đẹp đi. Đây là nắp lưng của nó nè, nắp lưng rất đẹp luôn, hồi gỗ này, ốc vít bọng đầy đủ anh em nha. Đó. Rồi thì vẫn là cái mức giá là 17 triệu 500 ngàn. Không có gì thay đổi và giá là cố định, không có thêm bớt gì đâu anh em. Anh em nào yêu thì phone ngay cho em nha. Máy rất đẹp, cực đẹp luôn. Đó. Rất đẹp luôn. Anh em nào yêu thì phone ngay cho em nha. Và giá là 17 triệu 500 bao ship chuyển khoản đủ nha. Ship cọc thì chuyển trước giúp em 20% và em sẽ không bao ship cho ship cọc anh em nha. Rồi máy đẹp keng luôn, len keng luôn, rất hiếm luôn. Anh em nào yêu thì phone ngay cho em nha. Đánh những cái dòng loa ví dụ như 180A, 180D rồi, quá tuyệt. Rồi, xin cảm ơn anh em rất nhiều.